Thưa quý vị và các bạn, công tác triển khai tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 đang được triển khai rộng khắp ở trên à, hầu hết các tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Và đến điểm hiện tại thì nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 vaccine Covid-19 cho đối tượng học sinh từ 12 cho đến 17 tuổi. Như vậy khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nữa sẽ đến chiến dịch tiêm mũi 2 cho các em đã tiêm đủ mũi 1. Cụ thể, chiến dịch tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được diễn ra từ ngày 27 tháng 10 tại quận nhất và huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 28 tháng 10, các quận huyện và thành phố Thủ Đức bắt đầu tổ chức tiêm đại trà. Và đến thời điểm hiện tại, nhiều quận huyện trong thành phố đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh và lên kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi thứ hai cho học sinh. Dự kiến sau khi hoàn thành mũi 1 được 3 tuần, thành phố sẽ triển khai tiêm mũi thứ hai cho trẻ. Được biết, toàn thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi diễn ra khá suôn sẻ và an toàn. Riêng trường hợp những học sinh lớp 6 chưa đủ tuổi tiêm vaccine COVID-19, khoảng 100.000 em thì sẽ được bố trí tiêm khi đủ tuổi vào đợt tiêm mũi thứ hai cho học sinh các khối lớp đã tiêm.